Hôm nay giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa câu lạc bộ An Tây của Kazakhstan gặp câu lạc bộ Đại học Hokkaido của Nhật Bản. Và để chuẩn bị cho trận đấu này thì chiều ngày hôm qua, hai đội cũng đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Tĩnh, Đại học Hokkaido là đội bóng sốt sắng nhất trong việc tập luyện khi yêu cầu ban tổ chức bố trí thêm giờ tập. Dù là đội bóng khiêm tốn về chiều cao khi toàn đội chỉ có hai cầu thủ có chiều cao trên 1m7, tuy nhiên, huấn luyện trưởng đội bóng này tự tin trong việc khắc phục điểm yếu cho các học trò. Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của câu lạc bộ Đại học Hokkaido, câu lạc bộ An Tây đến từ Kazakhstan lại sở hữu chiều cao khá đồng đều với cái tên nổi bật nhất là cầu thủ nhập tịch người Cuba Batista. Thể hình lý tưởng cùng lối đánh thông minh, Batista hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ lực của câu lạc bộ An Tây.